Hội chúng ở đây đó thì tất nhiên có nhiều người già, nhưng cũng có nhiều người trẻ. Và tất nhiên là chúng ta nghe được. Nghe được cái gì? Nghe được tiếng nói. Cho nên chúng ta có một cái phương tiện hết sức quan trọng để truyền trao các thông điệp cho nhau, đó là lời nói. Nói là một khả năng đặc biệt của con người, là cái phương tiện truyền thông hữu hiệu nhất để chúng ta tiếp nhận những giá trị sống bằng sự yêu thương hay là sự giúp đỡ cho nhau bằng lời nói. Mà có khi hận thù hay ghét bỏ cũng thể hiện bằng lời nói luôn. Cho nên lời nói rất lợi hại trong cuộc sống con người, có lợi và có hại. Nghĩ xấu người khác cũng đem ra lời nói, nghĩ tốt cho người khác cũng đem ra lời nói. Nói chung lời nói là áo mặc của ý. Ở trong tâm các vị nghĩ gì thì không ai nhìn thấy, nhưng mà qua cái lời nói người ta hiểu một phần nào cái tâm của các vị. Một phần nào thôi. Bởi vì cái sự giả dối thì mình có khi chưa nhìn thấy ngay. Nhưng mà qua cái lời nói mình hiểu được một cái phần nào cái tâm của con người. Cho nên á, một cái phương tiện rất quan trọng trong đời sống là mình được nghe và mình được nói. Thế thì nếu mình không có cái miệng thì làm sao nói được? Trong khi tạo hóa, chúng ta sinh ra, chúng ta có hai mắt để được nhìn, hai tai để được nghe. Mũi cũng có hai cái lỗ mũi để thở nè. Nhưng mà miệng thì chỉ là gì? Only one, là có một mà thôi. Người khôn nói ít, nghe nhiều. Mà các vị có biết không? Cái cuộc sống này đó thì nói nhiều và tạo nghiệp rất nhiều từ cái miệng. Kiếp sống này làm người này ngày nào cũng phải nói và ngày nào cũng phải nghe và tạo vô số nghiệp từ cái chuyện nói rồi cái chuyện nghe đó. Vì vậy đó, hôm nay sư muốn nói một cái bài pháp rất đơn giản, đó là tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. Ai nói giờ tôi đi tu, tôi học, tôi nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường. Nhưng hôm nay sẽ nghe sư Hương Nhũ nói một bài pháp đơn giản thôi, đó là tu cái miệng là tu hơn nửa đời người. Có được không ạ? Vậy thì hôm nay ai mà tiếp thu được bài này là mình đã tu hơn nửa đời người rồi. Giờ chỉ tiếc người nào già là nghe không được thôi, thì đành chịu thôi. Còn ai mà nghe được mà ứng dụng sửa sai được là coi như trước giờ chưa tu, mà hôm nay tu cái là được hơn nửa đời người đã tu. Bởi vì các vị có biết tại sao sư nói vấn đề này không? Trên một cái cơ sở rất là khoa học đó, thì người ta thấy rằng cái sự khảo sát của người dân Việt Nam thì cái xác suất nói dối là có thể là có hạn trên thế giới. Các vị nghe chưa? Người ta khảo sát người Việt Nam phá thai cũng là có hạn trên thế giới. Bây giờ thêm một khảo sát của các nhà khoa học nữa, các nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ khoa học, mà điển hình là nhà tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đã báo động rằng bệnh giả dối trong xã hội Việt Nam hiện nay đứng hàng đầu trong 34 tật xấu của người Việt Nam. Chiếm 81% người Việt Nam nói dối. Thấy chưa nào? Mà người Việt Nam người ta khảo sát là có 34 tật xấu nổi bật so với các dân tộc trên thế giới. Bây giờ mai mốt sư có ra đây nữa, sư sẽ kể 34 tật xấu của chúng ta là cái gì. Hôm nay chỉ nói một chuyện thôi, là cái tật mà nói dối, cái bệnh về miệng á, thì người Việt Nam chiếm 81%. Như vậy là có mình trong đó không? Có. Nó dứt khoát như vậy chứ không lẽ nói không. Phải chưa nào? Vì 81%, chẳng lẽ nói tôi trong cái số gì 19% không nói dối sao? Mà tôi trong số 81% là nói dối và làm tổn hại đời sống của những người chung quanh chúng ta. Còn tác giả Trương Khắc Trà thì gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về việc các gia đình, các xã hội đang vật lộn với các chỉ tiêu kinh tế, quan tâm đến đồng tiền mà không coi trọng đến các giá trị đạo đức. Thì cái vấn đề này cũng chiếm 80-90% luôn các vị. Bây giờ chúng ta đi nghe pháp và chúng ta phải khắc phục những cái tình trạng xấu, những tình trạng giả dối, những tình trạng người ta phải cảnh báo về những thói hư tật xấu đó đang trở thành bản chất của người Việt Nam chúng ta. Trong khi người Việt Nam của mình là gì? Là thông minh,
là hiếu học, là hiếu thảo, là nhân nghĩa, là hiếu khách, là hiền hậu. Bây giờ người ta gán cho mình những cái điều mà mình rất là sợ. Phá thai, nhất nhì trên thế giới, nói dối có hạng trên thế giới, lừa đảo có hạng trên thế giới. Không, mình không chấp nhận điều này. Cho nên mình phải là chuyển hóa các thói hư tật xấu. Do vậy pháp thoại hôm nay là sư muốn nói, những người nào tu cái miệng, sửa cái miệng, tức là tu cái tâm, mà người nào tu cái miệng là đã tu hơn nửa đời người. Có một câu chuyện triết học về sự thật và sự dối trá. Ngày xưa, ngày xưa, sự thật và dối trá rủ nhau đi tắm ở trên hồ. Tức là một kẻ là dối trá, một kẻ là thật thà. Đấy chưa? Sự thật và dối trá, hai người rủ nhau đi tắm ở trên một cái hồ nước. Nhưng mà dối trá thì leo lên trước, cho nên là lấy cái áo của sự thật mặc vô rồi bỏ đi. Tức là dối trá là vốn không có áo, sự thật có áo. Nhưng mà khi leo xuống tắm mà trở lên thì dối trá lại lấy cái áo của sự thật mặc vào. Sự thật lên sau thì không còn áo nữa, cho nên đành phải mặc cái bộ đồ của dối trá để lại. Kể từ đó người ta chỉ thấy một dối trá ngụy trang bằng tấm áo chân thật, còn một sự thật thì trần trụi. Tức là sự thật đi lên mặc cái áo của dối trá là không có áo. Dối trá là không có áo mà, cho nên sự thật là không có áo mặc. Còn dối trá là lấy cái áo của sự thật mặc vô, cho nên người ta thấy dối trá đó là sự thật, ta tin. Còn sự thật thì sao? Có áo mặc không? Không. Cho nên người ta bảo sự thật trần trụi. Mà cái gì trần trụi là người ta không có chấp nhận. Người thích những cái vỏ xanh, đỏ, tím, vàng. Còn cái sự thật trần trụi thường thường làm đau lòng. Sự thật trần trụi nó phũ phàng, cho nên người ta hay chạy trốn. Người ta không công nhận những cái gì thuộc về sự thật. Có đồng ý không các vị? Như vậy, chúng ta nghe pháp, chúng ta sẽ không có đi theo cái lối mòn. Cái lối mòn là sợ sự thật. Cái dối trá mà nó đẹp, mà nó vừa tai, nó dễ thương, nó thích thú thì thà nghe cái dối trá. Cho nên sư nhớ có cái bài hát, cứ đi họ đi dạy về, đi ngang qua cái quán karaoke gần trường là nó hát cái bài đó. Mà nó hát riết là nhập vô trong cái tâm của sư nè. Thấy chưa nào? Mà thành ra tự nhiên nó nhớ. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Xin người cứ gian dối, à, nhưng mà đừng lìa xa tôi. Gian dối là biết anh ta có vợ rồi, nhưng mà chấp nhận đừng lìa xa tôi là được. Nên tôi xin người cứ gian dối đi, nhưng mà xin người đừng lìa xa tôi. Ta chấp nhận cái cuộc sống dối trá đó, ta hài lòng bởi vì sự dối trá đó. Đó, ta nói cái người miền Trung mình sâu sắc lắm nghe. Sư đi dạy á, sư nói thật á, học sinh, sinh viên của cái khối bên miền Trung là người ta thường học giỏi, người ta có sự suy tư. Và do vậy người già cũng có sự suy tư. Người trẻ lại càng sâu sắc hơn, và người càng trẻ lại càng sinh động, linh động và càng tiếp nhận những cái vấn đề thuộc về lẽ thật của cuộc đời, tinh tế hơn. Cho nên khi sư nói là tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi, là chúng ta đang chấp nhận một cái sự dối trá phũ phàng, lấy nó làm áo mặc cho mình. Còn sự thật đó trần trụi, bởi vì nếu mình sống theo cái sự thật đó thì tất nhiên mình phải mất cái người mình yêu, anh ta phải về với gia đình của anh ta. Và như vậy tôi không thể chấp nhận mất anh. Tôi chấp nhận anh sống phản bội với vợ, anh sống giả dối với tôi, nhưng mà tôi vẫn nắm được anh. Một tuần có vài lần tôi nắm anh trong tay tôi. Như vậy cái hạnh phúc đó cũng là ảo. Cái sự thật đó chỉ là gì? Một sự thật đớn đau, nó không phải là sự thật. Nó mặc cái áo của giả dối để làm hạnh phúc cho chính mình. Con người là một loài vật cao cấp hơn hẳn các loài vật khác. Biết suy nghĩ, biết nói năng và hành động. Bây giờ có cái loài vật nào mà ngồi mà nghe sư nói được như vậy không các vị? Có không? Không.
Con khỉ nó có giỏi cách mấy thì nó biết mặc áo, đánh trống, thổi kèn, làm xiếc. Con chó nó thông minh, nó trung thành, nó thương chủ. Nó quấn quýt dù chủ giàu nghèo, nó cũng không bỏ chủ nó đi. Chỉ có con người mới có thể ngồi đây mà nghe nè, rồi suy nghĩ nè, rồi không hiểu thì hỏi nè, rồi sư giải đáp, hài lòng hay không hài lòng. Con người mới suy nghĩ, nói năng, hành động. Đó là cái khả năng đặc biệt của con người. Cho nên mọi việc vui buồn, sướng khổ đều là phát xuất từ ở trong cái gì? Cái tâm con người đưa ra lời nói, đưa ra việc làm. Con người ta thương nhau, yêu nhau, hận thù nhau, ghét bỏ nhau cũng từ lời nói. Cho nên người ta mới nói là cái miệng. Nhưng mà sư nói với các vị là một cái người bị tâm thần có biết nói không? Có biết nói lời đàng hoàng không? Bị điên á, không nói được. Cho nên phải cái người sáng suốt, tỉnh táo mới có thể nói được. Vì vậy, chúng ta đổ thừa cho cái miệng, nhưng mà thật sự đó là cái tâm. Chính là từ cái tâm hết. Tâm là gốc. Cho nên nói tu cái miệng, nhưng mà thật sự là tu cái tâm. Mà người Phật tử là phải tu tâm, phải dưỡng tánh. Cho nên đổ thừa tu cái miệng, tu cái thân, nhưng miệng hay thân, khẩu hay ý cũng từ tâm mà ra. Cho nên người đệ tử Phật mà không tu tâm thì chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta không học được điều gì hay trong cuộc sống của mình. Nhưng tại sao con người vẫn luôn luôn gian dối? Nói dối có mục đích gì? Thường là một, nói dối đem lại lợi ích cho bản thân mình. Và thứ hai là nói dối để vu khống cho người, nói xấu người. Mà cuộc sống này là thường nói dối để đem lại lợi ích cho mình. Cái thứ hai nữa là vì ganh ghét nên cũng nói xấu, nói dối, nói xấu người khác. Cho nên cái miệng này đó, nó là một cái gì? Cái phương tiện của cái tâm hoặc ác hoặc là thiện. Cái tâm thiện thì sẽ nói lời lành, còn tâm ác thì sẽ chỉ nói những lời ác mà thôi. Có một người bạn tâm sự với sư như vậy nè. Sư Hương Nhũ biết không? Mình có một cái khiếm khuyết đó, là hay nói xấu người khác. À, ta nói thiệt vậy đó. Mà hễ cái gì không vừa lòng đó, là nói thẳng ra, không cần biết người ta có bị mất lòng hay không. Dù đó là người ơn của mình đi chăng nữa, nhưng mà mình nói thẳng. Vì mình không hài lòng là mình phải nói ngay. Rồi cái gì mình không thích là mình thẳng tay, mình nói trước mặt hay sau lưng gì mình cũng nói. Mà người ta nói là hay nói xấu, chứ không có nói tốt. Nói tốt thì ít nói, mà nói xấu thì hay nói. Và cuối cùng thì cái người bạn nó nói với mình sao các vị biết không? Chính vì cái thói quen này mà cuộc đời của tôi trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, ba chìm bảy nổi, chín cái lên đên. Tức là người bạn mình khẳng định là cô có tập nói xấu, nói ác. Và cô nói cũng vì như vậy mà cuộc đời cô ba chìm bảy nổi lên đên. Cô cũng nói thiệt như vậy vì bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô bắt đầu biết tu tập rồi, nên cô sám hối. Thì cô nói những cái khổ của cô do khẩu nghiệp tạo ra, hay nói xấu, hay nói ác, nên đời cô ba chìm bảy nổi lên đên. Vì vậy đó mà ai vì khẩu nghiệp mà chìm nổi thì cũng lo sám hối đi. Mà ai còn trẻ thì đừng có mang cái chìm nổi lên đên vào trong cuộc sống mình vì cái miệng của chính mình. Các vị đồng ý không? Cho nên nói là vậy nhưng mà khó. Vì cái miệng đó, nó là cái thói quen. Mà cái tâm ác cũng là cái tập khí rất là lớn. Cái người ác mà giờ biểu thiện đó hả? Không phải một ngủ một đêm đến sáng mà thành người thiện. Phải tu tập, phải chuyển hóa. Cho nên nghe pháp nè, rồi niệm Phật nè, làm lành nè, rồi sống với bạn lành nè, rồi từ từ mình mới thay đổi được các vị ơi. Chứ không có phải là mình nói như vậy cái là mình thay đổi được liền. Nhưng mà trước hết là phải nghe, rồi suy tư, nhận thức. Sư nói đúng thì làm theo, sư nói không đúng thì không cần nghe. Đức Phật cho phép chúng ta như vậy. Cái đạo Phật nó hay là như vậy đó. Không ép phải nghe, nhưng nó đúng thì chúng ta phải nghe. Mà nghe thì sao? Phải thực hành.
Vì chúng ta là con người, chúng ta hơn các loài vật cái điều đó. Thì bài học chúng ta khi nào tụng 5, tụng 3 thì chúng ta tránh ra. Mà mình á, người nữ thì thích tụng 5, tụng 3 vì là yêu thì quá nhiều mà mệt mỏi cũng quá nhiều. Ở nhà cũng nhiều khi giống như là địa ngục trần gian, cho nên gặp bạn, gặp bè thì túm vô để nói chuyện. Người đàn ông đó, họ gặp nhau, họ không có rề rà, ngồi lê đôi mắt, nhưng mà cũng có cái tật xấu nếu mà va vào rượu chè. Nếu mà rượu chè họ cũng không có, rồi bồ lớn, bồ bé gì không có, thói hư tật xấu họ không có, thì họ cực kỳ là cực đoan, khó tánh. Mà Đức Phật mình thì là cái tánh nào Ngài cũng tốt, cũng viên dung, cũng tốt đẹp, nhưng mà Ngài lại rất là từ bi và hỷ xả và khoan dung. Cái cuộc đời này ai mà tốt thì người đó lại đâm ra khắc nghiệt, mà ai mà xấu thì phóng túng và buông lung. Thì cái đó đều là hai cực, cực đoan hết. Chúng ta sẽ rơi vào một trong hai cực đoan đó. Một là rất tốt, không cờ bạc rượu chè, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không sát sinh hại vật, tôi giữ tròn năm giới của Phật. Nhưng đã giữ được như vậy thì tôi khắc nghiệt và tôi luôn luôn chê bai, tôi phủ nhận tất cả mọi người. Không ai bằng tôi, không ai tốt như tôi, và tôi cảm thấy cái gì cũng không vừa lòng tôi. Mình giữ giới mà mình đau khổ thì có gì sung sướng? Tại không ai vừa ý mình. Còn một đằng á, thì đã phá giới này để phá tiếp giới khác. Đã sát sanh được thì rượu chè luôn, giết rồi phải ăn chứ không đã giết rồi để đó tiếc quá. Ăn thì sao, muốn ngon thì phải uống. Uống thì rượu vào lời ra, lời ra xong rồi tà dâm xong rồi gì, trộm cắp. Tức là phá giới này là tiếp giới khác. Chúng ta phải để ý cái giới của nhà Phật nó liên đới với nhau. Một đằng thì cực đoan, một đằng thì phá giới. Hai đằng đó, người cư sĩ tại gia của chúng ta phải tránh xa. Chúng ta phải tu tập, phải tập giữ giới và tập tha thứ, bao dung, thì chúng ta mới có hạnh phúc. Cho nên là làm ơn đừng kéo tôi vào cái vòng lẩn quẩn, ôi đau hết đầu. Toàn là những chuyện gì đâu, đem ra mổ xẻ rồi bâu ra bàn. Đó là mấy phụ nữ chúng ta kéo nhau vô, rồi lẩn quẩn chuyện bà này có chuyện bà kia, chồng bà này đến chồng bà nọ, rồi bàn tán mổ xẻ đau hết đầu. Kết thúc là gì? Không giải quyết được gì hết. Gọi là buôn dưa lê, phải không nào? Gọi là lê đôi mắt. Buôn dưa lê là cái dưa lê là người ta dùng để chỉ cho cái bệnh ngồi lê đôi mắt. Và cái bệnh đó là mình không có cho phép. Mình dạy con mình không được ngồi lê đôi mắt, và mình cũng không có lê đôi mắt. Có phải như vậy không các vị? Vậy mà bây giờ người đàn ông mà rượu chè đó không lê đôi mắt cũng thành lê. Tại vì rượu vào thì lời ra. Cho nên Phật mới dạy là đừng có rượu chè cờ bạc. Đó, cái đạo mà Đức Phật đã dạy rồi thì phải tránh. Người bàn ra kẻ tán vào, chuyện hay thành dở, chuyện đùa hóa sân. Đã bảo chẳng biết bao lần, mình lo gìn giữ cái miệng mình thì hơn. Dạy hoài rồi mà không nhớ, đấy chưa nào? Ngồi bàn vô tán ra, một hồi chuyện tốt thành xấu, chuyện hay thành dở, đang nói đùa chập đánh thành sân. Có những trận đánh nhau mà thương tích, mà đem ra nguyên nhân không có gì hết. Nguyên nhân không có gì hết trơn trọi, chỉ cãi nhau những chuyện tầm phào, rồi hơn thua đánh nhau, có khi tổn cả tánh mạng. Vì vậy hãy lo giữ cái miệng của mình là hơn. Bằng cách gì? Nam Mô A Di Đà Phật là hơn. Các vị có đồng ý không ạ? Nói chi gây oán gây hờn, tình người đổ gãy như đờn đứt dây. Vẫn là câu nói trước đây, vui chi cái miệng đắng cay trả bù. Có người nói là cái gì mà không vừa ý là phải chặt, phải làm cho ra ánh sáng, phải biết đâu là phân biệt đúng sai. Nhưng mình không có đủ lực để phân biệt đúng sai đâu. Các thầy nhiều khi mà còn phải bó tay, không nói được, nghiệp người ta quá nặng, tập khí người ta quá sâu dày. Huống chi hai bên cùng sân, cùng hận, làm sao nói chuyện đúng sai. Vì vậy cái người trí tuệ đó là ít nói, và nói ra là nói những lời dễ thương. Mình nói là người ta phải nghe được,
Con biết là mình nói người ta sẽ không nghe, thì tốt hơn là hãy dừng lại không nói. Nhưng mà tập cái chuyện dừng lại không nói là cả một cái gì? Một quá trình. Từ cái tâm từ bi, rồi từ cái sự là trí tuệ, rồi mình mới có thể là khắc chế được cái bản thân mình. Chứ thường là mình sẽ nói theo cái sĩ diện, cái bản ngã của mình, nên thường hay đổ lỗi cho người khác, dẫn đến bất hòa và chia rẽ. Có khi chúng ta nói xấu người khác vì ganh ghét, thấy họ hơn mình về địa vị, quyền lực, giàu có, tài sản hay sự thành công. Mình ấm ức quá, ganh ghét quá nên nói xấu. Mà mình càng nói người ta lại không mất gì mà mình lại càng mất. Mình đã vốn nghèo, vốn thua thiệt, không có địa vị, không có quyền lực, không có gì, giờ lại nói xấu thì mình lại tiếp tục đánh mất cái phước của mình. Mình lại càng nghèo hơn, càng khó hơn, càng tội nghiệp hơn. Cho nên là tốt nhất là không chê bai, bình phẩm, nói xấu. Được không các vị? Khi chúng ta thấy lỗi lầm của người khác thì chúng ta muốn nói liền. Đó, mà sư nói thiệt nha, cái người của mình là cái người mà hay tư duy triết lý, người thông minh, cho nên ít có bỏ qua. Hay nói đó, sư nói thiệt, mình hay nói. Đó, mình hay nói để thấy rõ cái đúng của mình, cái tài của mình. Nhưng đó trong nhà Phật gọi là bản ngã. Càng nói nhiều càng thấy bản ngã nhiều. Mà người nào bản ngã nhiều là người đó ít có hạnh phúc. Cho nên chúng ta tập ít nói, cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói xấu người khác có lợi ích gì đâu? Thường là không có lợi ích mà ta mang khẩu nghiệp. Rồi ta nói xấu rồi thì sao? Người sẽ nói xấu lại gấp 10, gấp trăm lần. Cái quy luật của cuộc đời là như thế. Mình đừng nói là mình nói xấu cái bà đó trong nhà mình, bà không nghe. Thế đó, cái nhân quả mà lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không sót. Cho nên rồi sẽ bị người khác nói mình, mà nói nhiều hơn, nói cay đắng hơn và đau đớn hơn. Có khi mình nói một lời ở trong nhà mà một thời gian sau mình bị người ta nói nặng nề, đưa đến gây gỗ, xích mích, hiềm khích và hận thù nhau. Cho nên cái miệng này nó xuất phát từ cái tâm, tâm đố kỵ, tâm ganh ghét, tâm hẹp hòi, nó mới đưa ra lời nói. Lời nói là áo mặc của ý. Cho nên đừng nói là khẩu xà tâm Phật. Đức Phật không có nói cái lời gì mà xà hết. Người ta nói miệng tôi rắn mà tâm tôi tâm Phật. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ nói cái lời nào mà khẩu xà. Sư học về cuộc đời Đức Phật, về Tam Tạng Kinh Điển, sư không thấy có một cái lời nào mà Đức Phật nói lời ác. Thậm chí Ngài còn không nói đùa nữa chia. Không có thấy cái bản kinh nào mà Đức Phật nói đùa với các vị tỳ kheo. Chứ mà sư cũng còn nói đùa nè, sư cũng còn nói vui. Cũng có khi là cái ngày cá tháng tư á, mình cũng nói dối. Cái ngày được nói dối thoải mái mà. Ngày 1 tháng 4 là ngày ở phương Tây họ lấy cái ngày đó để ai muốn nói gì là nói dối trong cái ngày đó đó. Rồi kết thúc cái ngày đó đừng có nói dối nữa. Còn mình á, ngày nào cũng ngày nói dối hết. Chứ người ta tôn trọng sự thật, người ta không có nói dối. Người ta sợ tổn phước, sợ mất uy tín. Cho nên một năm người ta lấy cái ngày cá tháng 4 là cái ngày muốn nói cái gì thì nói đi, không có ai bắt lỗi, bắt phạt hay là truy tố. Còn mình á, thì ngày nào cũng nói. Mà Đức Phật thì là không có cho nói ngày nào hết. Không có một giờ nói dối, một ngày nói dối, một lời nói dối. Đức Phật cũng không cho phép. Bởi vì tất cả đều đưa đến gì? Quả báo. Quả báo xấu, ác đưa cho chúng ta nỗi khổ và niềm đau. Cho nên Phật tử các vị nghe Pháp, nguyện không nói lỗi lầm của người khác để cái khẩu nghiệp của mình được thanh tịnh. Chúng ta có thời gian để quán chiếu, để nhìn lại tâm mình, để suy xét coi lời nói nào hay, cái nào nên nghe, nên học. Còn cái miệng của mình nói nhiều quá thì mình không kiểm soát được mình. Khi tức giận ai, chúng ta dễ dàng nói xấu người khác để thuyết phục mọi người cùng ghét cái người đó theo chúng ta. Cái bản tính của mình là vậy. Mình kéo bè, kéo cánh, mình ghét người đó, mình muốn tất cả mọi người phải ghét theo.
Trong khi đó nhân vô thập toàn, người ta xấu cái này thì mình lại xấu cái khác. Tốt nhất là mình hãy quay lại tự tâm mình để mình tu tập ở cái tâm. Nếu chúng ta cứ mãi phóng túng, nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, thấy chưa nào, thì chúng ta sẽ tự chuốc lấy ngọn lửa đau thương, ngọn lửa sân hận vào trong trái tim của mình. Khi nói xấu ai, tức là tự ta phải chịu lấy sự bất an và lo lắng, và chúng ta sẽ cảm thấy mình là người đau khổ trước tiên. Trong thập thiện nghiệp để sanh về chư thiên, về trời đó, thì cái nghiệp miệng là đã hết bốn rồi. Không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, là người này gặp người này nói xấu người kia, gặp người kia lại nói xấu người nọ, rồi cuối cùng ba người đôi chối, mình trở thành không ai ưa mình hết. Là nói lưỡi đôi chiều, nói dối là có, nói không là không, nói có, nói lời hung ác là không có cái lời nào mà thanh tao hết, ở cửa miệng mình thốt ra là nghe nó thô bỉ. Đó. Rồi thêu dệt, thấy chưa nào, mà cái thêu dệt đó là nhiều người mắc lắm. Đi về chùa tu một thời gian, mình nói mình nằm ngủ thấy Phật Bồ Tát rước mình về trời, chứng mình là thánh, nói mình là đắc cái này. Tôi là tự nhiên, tôi nhìn ông là tôi biết kiếp trước của ông, tôi biết là quá khứ hiện tại. Đây là mình tự thêu dệt để đề cao bản ngã, hoặc thêu dệt để làm xấu đi, hoặc thêu dệt để làm cho người ta cảm thấy cái chuyện đó là ghê gớm hơn lên. Mà cái bệnh thêu dệt thì hầu như không chánh niệm tỉnh giác đều rơi vào cái bệnh thêu dệt đó. Tất cả đều làm cho chúng ta mắc một cái quả báo khẩu nghiệp không thanh tịnh, tức là tâm của chúng ta không thanh tịnh mới đưa ra lời nói không thanh tịnh. Có nhiều người nói tôi chỉ thích nói sự thật thôi, chứ tôi không có thích nói một cái lời nào để được lòng thiên hạ. Vì đó là chỉ thích nói sự thật, chứ nói nhiều lời làm tổn thương người khác. Cho nên là Đức Phật mới nói là hoặc là nói dối, hoặc là nói lời hung ác, thô ác. Lời chân thật mà thô ác cũng không có nên nói. Mà chúng ta, người mà nói thật thì hay nói thô. À, mà cái người nói ngọt ngào thì người ta lại thấy là dối trá. Tất cả đều là không tốt. Người nói thật thì là chúng ta lựa lời mà nói. Lời nói không mất tiền mua mà. Nhưng cái lời nói thật thì cay đắng và làm tổn thương. Còn lời nói dối thì ngọt ngào, không sợ quả báo. Tất cả đều là những cái nghiệp về khẩu hết. Chúng ta cần phải là tu tập để sửa đổi. Câu hỏi thứ hai, phỏng vấn chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Bích Ngọc. Đây là chuyên gia tư vấn về tâm lý. Phái nam với phái nữ, hay phái mạnh và phái yếu, phái nào nói dối nhiều hơn và vì sao? Xin các vị chú ý lắng nghe. Chưa có con số thống kê điều tra cụ thể một cách thực tế. Tuy nhiên, nhà chuyên gia tư vấn tâm lý Bích Ngọc đã nói rằng tôi thì có thể qua kinh nghiệm có thể thấy rằng nam giới nói dối nhiều hơn nữ giới. Người có tuổi càng cao nói dối lại càng cân nhắc hơn, khôn ngoan hơn. Nhỏ nói dối biết liền à, phải không nào? Con có ăn kẹo không? Cái nói dạ không, mà trong miệng cũng còn gì? Dính kẹo. Nói dối là chưa có cái gì, chưa có biết cân nhắc. Nói dối là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà người càng lớn tuổi lại càng biết cân nhắc, chứ không phải lớn tuổi là sẽ nói thật. Lớn tuổi biết cách nói dối để người ta phải tin mình. Nhưng mà đạo Phật có một cái hay là nhìn thẳng vào sự thật để phân tích, chứ không có lấp, che lấp. Không phải ai lấy lòng là được Đức Phật khen, mà đạo Phật là nhìn rõ ra ánh sáng của mọi sự việc. Cho nên người càng lớn tuổi là họ nói dối có cân nhắc hơn. Mà Đức Phật khuyên chúng ta đừng cân nhắc để nói dối, mà hãy cân nhắc để nên nói gì và làm gì. Chứ đừng nên cân nhắc để nói dối cho người ta tin, mà cân nhắc là cái việc đó nên nói hay là không nên nói. Và bà nói rằng nam giới nói dối nhiều hơn có lẽ là do đặc tính của họ. Dân gian có câu là trai cứ nước hai mà nói. Là trai cứ nước hai mà nói, tức là gặp cô này anh yêu em, gặp cô kia anh yêu em, phải không nào? Thì đằng nào cũng nói hết để được lòng cả hai cô. Nhưng mà vợ anh ta là chưa biết ai ạ. Nhưng mà tán tỉnh thì anh ta có thể nói yêu bất cứ ai. Cái đề tài này là sư giảng cho giới trẻ, sư sẽ phân tích
để các cô gái trẻ đừng vội tin các chàng trai. Trong khi người ta nói là con gái yêu qua lỗ tai, con trai yêu qua đôi mắt. Con trai nhìn đẹp là yêu, con gái nghe bùi tai là yêu. Trong khi con trai nó nói dối có nghề luôn, mà nói, mà nghe, mà tin, không có sự sáng suốt. Đó, cho nên Đức Phật dạy mình tu tập, giữ giới, tự nhiên mình có trí tuệ sáng suốt. Người ta nói hay cách mấy, mình vẫn biết đây là sự thật hay là điều dối trá. Còn mình không có tu tập, bị lừa rất là dễ dàng. Chỉ bùi tai hay là chúng ta đã tin rồi. Nhất là người phụ nữ là dễ dàng bị đánh lừa bởi vì cái nghe mà không có sáng suốt. Có phải như vậy không ạ? Người nam thì cứ nước đôi mà nói, đây là sư nói, cái số nói dối thôi chứ không phải sư nói tất cả. Nói dối đặc biệt là để chiều lòng phái đẹp, chứ còn nói dối để luồn cúi này kia vân vân thì cũng có thiểu số. Nhưng mà nói dối để chiều lòng phái đẹp thì họ sẽ nói. Bởi vì với họ nghĩ rằng nói dối để cho người đẹp vừa lòng thì có tội gì mà không nói. Nhưng mà đối với nhà Phật cũng là không cho phép như vậy. Sư kể câu chuyện cho các vị nghe. Hai người mới yêu nhau, cô nàng mới hỏi anh chàng rằng anh có hút thuốc không? Thì anh chàng biết là các cô gái không thích, mới nói anh không bao giờ hút thuốc em ạ. Biết hút thuốc là một thói quen không tốt mà vừa tốn tiền nên anh không hút thuốc. Là thấy là cho anh ta được một điểm tốt rồi. Vậy anh có bao giờ uống rượu chưa? Anh uống chút chút thôi, nhưng không bao giờ thích, anh đã bỏ. Uống thử thấy nó say chứ anh đâu có thèm uống. Vì vậy anh cũng không bao giờ uống rượu. Vậy đời anh chưa từng có một giọt rượu nào Thì anh chỉ nếm một tí thôi, thấy nó làm cho mình say, mình mệt thì anh đã không uống. Vậy còn cờ bạc anh có chơi không? Không đời nào. Em biết đó, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng, nên anh không chơi cờ bạc. Trời ơi, anh tuyệt vời quá. Vậy thì ngoài em ra anh có để ý đến cô nào không? Ôi, em phải tin anh chứ. Anh chỉ duy nhất có một mình em mà thôi. Có phải vậy không ? Trời ơi, như vậy là anh không có một cái thói xấu nào hết Anh gọi là perfect 100%, là tốt 100%. Anh phải nói đi chứ. Chẳng lẽ là ta nói nhân vô thập toàn mà anh tốt như vậy sao? Thì chàng trai thấy cũng hơi mắc cỡ. Tốt gì dữ vậy? Thì chàng trai này mới nói vậy anh cũng có một thói xấu nhỏ nhỏ thôi em Thì anh nói đi, nhỏ em cũng chấp nhận nữa, tại vì anh đã quá tốt rồi. Thì chàng trai mới nói sao các vị biết không? Anh có một thói quen là thỉnh thoảng anh có nói dối một chút. Phải chưa nào? Đó. Đó, đây là câu chuyện các nhà tâm lý kể mình nghe. Nói chúng nói dối để tán tỉnh mấy cô vậy thôi. Nhưng mà trong công việc là người nam người ta sáng suốt hơn, người ta không bị đánh lừa bởi cái lỗ tai dễ nghe lời khen ngợi, ca tán thán rồi dụ dỗ. Cái nhưng người phụ nữ là lạc lòng. Đàn ông nông nổi giếng thơi, mà đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Mình chê đàn ông ta nông nổi mà ta sâu như cái giếng, mà đàn bà sâu sắc quá mà như cái cơi đựng trầu vậy thôi, cạn như cái gì, cái thố đựng trầu của mấy bà già đó, nó chừng này đó. Cho mình chê đàn ông cạn mà ta sâu lắm, bởi vì nó đánh lừa được phụ nữ. Còn phụ nữ sâu sắc quá mà ông nói gì cũng nghe hết, chỉ cần nói hôm nay em đẹp quá là coi như tha hết. Thích nghe khen mà không biết lời khen đó có giá trị thành thật bao nhiêu phần trăm. Nghe rõ chưa nào? Như vậy, nói gì, nói trời, nói đất gì cũng vậy hết. Cái người tu là phải trung thực. Sư may mắn quá được đi tu, rồi Phật lại cho mình thuyết pháp. Quý thầy, quý sư lại cho đi giảng pháp. Giảng pháp thì phải xem kinh, mà kinh chỉ là lời chân thật. Cho nên nhiều khi mình muốn phát huy những cái xấu, thói hư của mình, nó cũng không có cái điều kiện. Chứ sư không nói sư tốt, nhưng mà sư muốn làm những cái chuyện xấu thì nó cũng ít có thời giờ cho mình làm. Chứ sư không phải nói sư không xấu đâu. Nhưng mà bây giờ mình phải coi kinh nè, phải nghiên cứu luật luận nè, rồi phải giảng nè, sáng giảng, chiều giảng, tối giảng nè. Thì bây giờ mình có muốn xấu thì nó cũng có, nhưng mà cái thời gian nó ít hơn. Thì bây giờ chúng ta lại không có thuyết kinh giảng pháp, mà đời sống lại là một cái gánh nặng về chồng, về con,
về kinh tế, về tài sản, về các mối quan hệ, chúng ta dễ phát huy các cái thói xấu. Cái điều đó là tất nhiên. Cho nên con người sống trong xã hội mà tốt á, thì sư phải nói là đáng ngưỡng mộ. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Khó nhất là tu ở trong gia đình. Ở trong nhà mình bao dung, mình tha thứ, mình dễ thương mà mình tốt. Cái đó là sư mới thấy là chấm điểm ưu đó. Thứ hai là ra chợ. Chợ đời là luật giang hồ, mà mình sống dễ thương, ai cũng quý. Đó mới là cái tu khó thứ hai. Còn cái tu chùa là sao? Đó, thầy Quảng Hiền gặp sư, thầy khen sư tinh tấn, thì sư phải tinh tấn chứ, chẳng lẽ thầy khen mình tinh tấn mà mình không tinh tấn sao? Cái môi trường trong chùa chiền nó nhắc mình phải tu, tại huynh đệ tu mình phải tu. Huynh đệ tốt mình phải tốt. Còn cái xã hội, cái gia đình, cái cuộc đời thì cái xấu và cái cạm bẫy nó dắt dẫn mình nhiều hơn. Cho nên đến độ mà người ta nói sao các vị biết không? Người ta nói cái người thật thà là người ngu dốt, mà cái người khôn nó lương lẹo mới là khôn ngoan. Cái cuộc sống nó biến động như vậy, để cuối cùng cái căn bệnh nói xấu trở thành căn bệnh trầm kha của đời sống con người, do tham, do thói quen, chấp ngã gây ra. Thì tất cả chúng ta đều có những cái thói xấu đó hết. Chúng ta phải sửa, phải thay đổi. Rồi là mình nói dối, nói xấu, rồi mình hung hăng, nó cũng trở thành cái tánh xấu. Nó thành thói quen, hơn thua. Có câu chuyện là học trò nó kể sư nghe. Nó bảo đi trên đường đó, tự nhiên đó, hai đằng này là ông này chạy xe Honda. Phía bên này là một người phụ nữ lái xe Vespa. Là hai bên sắp sửa là gì? Là đụng vào nhau. Thì cái cô gái đó, cô từ xa là cô đã la lên, cô nói heo. Thấy chưa nào? Đó, nhìn cái mặt của cái ông đó chửi lên là heo. Đó. Thì cái người đàn ông này thấy tự nhiên mình đang lái xe từ xa mà cô gái chửi mình là heo. Thì lập tức ông chửi lại một câu là bò. À, bên kia nói heo, cái bên này đáp lại là bò liền mà chưa biết nguyên nhân. Nhưng mà anh ta chưa kịp đắc thắng là mình phản xạ rất nhanh. 49 gặp 50, anh ta chưa kịp vui mừng thì cái xe anh ta tung vào cái con heo chết nằm ở giữa đường. Anh ta té xuống đất. Như vậy là khi mà cái cô này cô nói heo đó, là cô nói anh cẩn thận đi, trước mặt có con heo á. Nhưng mà bởi vì là đi trên đường cấp tốc, người ta không có nói dài được, người ta nói heo là phải chú ý đi, đằng trước có con heo bị chết nằm giữa đường. Đó. Nhưng mà anh ta chưa có biết ý tốt của cái cô gái này, lập tức chửi lại là sao? Bò cái đã. Chửi bò cái đã. Rồi vừa chửi bò xong cái là té xe cái rầm, vì cái xe anh ta đụng vô con heo chết. Đó là cái thói của con người như thế nào? Không có chịu thua ai. Nếu bỗng nhiên mình gặp mà người ta chửi mình heo bò gì đó thì mình cũng Ai Di Đà Phật, mình đi thôi. Nhưng mà con người ta không có chịu đâu. Vì vậy, thân này là do nghiệp. Nghiệp được hiểu đơn giản nhất là thói quen. Thì một trong những điều làm cho ta đau khổ đó là thói quen về cái khẩu nghiệp. Nếu muốn sống bình an, nhẹ nhàng, thanh tịnh thì chúng ta hãy tạo các thiện nghiệp. Mà 10 cái thiện nghiệp đó, 10 cái thiện nghiệp thì về thân, về khẩu, về ý đó, thì về cái miệng là đã hết 4 rồi. Nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt, và sư thấy là 5 nữa, là cái chuyện ăn uống cũng là cái nghiệp. Cái chuyện cái miệng mình là hết 5 rồi. Như vậy có phải là tu cái miệng là tu hơn nửa đời người không các vị? Phải không? Nếu mà cái miệng mình tức giận, quát nạt, ức hiếp người khác sẽ tạo nghiệp không lầm. Nếu lúc nào mình cũng ăn hiếp người khác, mình quát nạt người khác thì cái nghiệp của mình là gì? Mình chết sanh về cõi Atula. Cái cõi này đó, ăn xong rồi là giành quyền thế với đánh nhau, chiến tranh. Cõi Atula đau khổ lắm, đánh nhau suốt ngày. Nếu mà tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt, cái nghiệp ác mà tham lam, bỏn sẻn quá đó, thì chết sinh làm ngạ quỷ, là cõi dữ.
Mà nếu cướp bóc giết người, làm những cái việc là tà vậy, bất hiếu, không có lương tâm thì chết về địa ngục. Còn những người quá vô minh mới không tin điều này. Tất cả đều phải tin vào luật nhân quả. Sống an vui, hạnh phúc hay khổ đau là do tự nghiệp của bản thân mình. Có phải như vậy không? Có người nghĩ rằng nghiệp chỉ do các hành động gây ra thôi. Nhưng mà do thân, do khẩu, do ý, mà cái gì cũng từ suy nghĩ. Vì vậy trước khi nói phải có vài giây suy nghĩ. Ông bà nói là một lời nói uốn lưỡi 7 lần. Đó là nói chúng ta phải thận trọng. Bây giờ là không có thận trọng gì hết. Suy nghĩ làm sao mà càng lăn mà càng chiến thắng là tốt. Mà không biết cái quả báo của chúng ta sẽ phải chịu đựng trong đời sống này hoặc cái kiếp sống ngày mai do khẩu nghiệp của mình gây ra. Có một câu chuyện rất là hay, sư có từng kể cho giới trẻ nghe, là có một cái vị vua đó rất là tài đức, nhưng mà hai vợ chồng sanh ra đứa con gái, không có con trai nối dõi. Bây giờ là tuổi một ngày một lớn rồi, phải nghĩ đến cái chuyện là kiếm đông cung thái tử để nữa kế nghiệp vua. Bây giờ lấy cái tiêu chuẩn nào để mà kiếm con rể để làm vua trong tương lai đây? Đó. Khi mà nói chúng ta đó, thì chúng ta sẽ lập tức nói về cái gì? Tài. Phải tài, phải đẹp trai, phải tài giỏi, phải ga lăng. Được chưa nào? Có địa vị, quyền thế. Bây giờ là các cô gái đi kiếm người yêu như vậy. Nhưng cái ông vua này là một vị vua trí tuệ, cho nên mới nói với vợ mình rằng: em à, mình phải kiếm một người con rể mà tương lai làm vua, trị vì đất nước, phải là một cái con người có đức hạnh chân thật. Cái đó là quan trọng nhất. Chứ vua mà dối trá thì chỉ suốt ngày hưởng thụ. Vua mà dối trá thì chỉ nhận của hối lộ. Vua mà dối trá thì chỉ là không biết điều tiết cái bản thân, phòng the không chỉnh túc, và đời sống người dân sẽ khổ đau. Cho nên trẫm nghĩ rằng đông cung thái tử của trẫm sẽ là một người có đức tính chân thật. Sư thấy vị vua này rất là tuyệt vời. Và vị vua mới đưa ra một cái kỳ thi như sau, là mời hết các chàng trai ứng thí làm đông cung thái tử đó, là sẽ đến gặp vua trong một cái buổi sáng đẹp trời, giống như sáng hôm nay vậy đó. Đó nào, đây là toàn là mấy bà không à, nhưng mà giả sử như đây là toàn là các chàng trai nghe không, tuấn tú, đây là vua đến gặp ha. Rồi sao vua mới nói như thế nào? Mới phát cho mỗi chàng trai một cái hạt giống hoa và bảo đem về trồng đi, 3 tháng sau hãy đem hoa lên cho ta xem. Các chàng trai đó rất là vui mừng, nhận những cái hạt giống đó đem về. Thì các vị biết như thế nào không? Mới ươm, mới trồng, mới chăm sóc. 3 tháng sau thì cả một cái kinh thành đó rực rỡ, hoa muôn màu, muôn sắc. Ai cũng đem lên một chậu hoa rất đẹp hết á. Tại vì chàng nào, chàng trai nào cũng thể hiện cái tài năng chăm sóc hoa, kiên nhẫn, siêng năng và làm cho bông hoa nở đúng thời. Mà các vị biết sao không? Bệ hạ ngắm hoa hết chậu này sang chậu kia, rồi lắc đầu, lắc đầu. Lắc đầu là phải bưng chậu hoa đi ra, là không được tuyển. Không được tuyển. Sao kỳ vậy ta? Gần hết người dự thi rồi mà không thấy vua tuyển ai hết trơn á. Nhà vua đấy còn ai nữa không? Đem vô hết vô cho ta xem. Ta chưa vừa ý chậu hoa nào hết á. Thì có một cái chàng trai đó còn trẻ lắm, đi bưng cái chậu hoa đi vô. Mà chậu hoa của chàng trai này thì chẳng những là không có hoa rồi, mà chỉ có một cái chậu đất không mà thôi. Trời đất ơi, cái mặt của anh ta bí xị như cái bánh bao vậy đó. Rồi công chúa nói: trời ơi, vậy mà dự thi cái gì? Công chúa đó là con của vua, đem vô chậu đất vậy là chứng tỏ không có tài trồng hoa rồi. Cái vua nói: hãy đem vào đây, chàng trai hãy nói cho ta nghe. Thì chàng trai mới nói: muôn tâu bệ hạ, hạ thần đem về chăm sóc, rồi là
tưới nước rồi là đem ra ánh sáng rồi bưng vô bưng ra suốt 3 tháng trời mà hạt giống hoa vua cho không hề nảy mầm. Hạ thần đau khổ lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Nhưng mà ngày hôm nay là đến ngày là hạn cuối cùng thì hạ thần phải bưng lên thôi, chứ coi như hạ thần đã thất bại. Đức vua mới nói sao các vị biết không? Không, chính cái gì? Chính Khanh mới là người ta tuyển làm đông cung thái tử. Công chúa cũng ngạc nhiên, hoàng hậu cũng ngạc nhiên, mà tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng là tại sao như vậy? Đức vua nói rằng, các khanh có biết không? Bởi vì hạt giống ta cho các khanh đều là đã luộc chín hết cả rồi. Luộc hết rồi làm sao nảy mầm? Mà những người khác đem về một tháng không nảy mầm là đem đổi hết. Đổi hạt giống hết. Và đồng thời là gì? Hoặc mua hạt giống khác và kiếm những loài hoa đẹp khác để em dâng vua. Chỉ có cái chàng trai này đem cái hạt giống đó về ươm mà không lên thì đúng 3 tháng cũng báo cáo kết quả rằng hạt giống không thể nảy mầm. Và chàng trai đó được làm đông cung thái tử và tương lai sẽ làm vua bởi vì mang cái đức tính chân thật. Mà chuyện này bây giờ giống thần thoại quá. Bây giờ là láo, càng láo bao nhiêu là càng lên lẹ bấy nhiêu. Càng được lòng xếp bao nhiêu thì lên bấy nhiêu. Lèo lách, lừa lọc, lẹ lên lương. Thật thà, thành thật, thường thua thiệt. Đó, sinh viên nó nói sư nghe, sư dạy cho nó chân thật. Cho nó, sư ơi sư, sư không biết cuộc đời bây giờ hả sư? Đó, lèo lách, lừa lọc, lẹ lên lương, L, L không à. Nó bắt đầu bằng chữ lừa, chữ lè gờ lọc thì sẽ lên lương, còn thật thà thì thua thiệt. Nhưng mà các vị có nghe sư giảng bài pháp chịu thiệt là phúc không? Cứ chịu thiệt đi, thật thà đi, phúc đức sẽ đến với mình. Mà phúc đức, có phúc có đức, mặc sức mà ăn, lừa lách lọc lèo gì đó, lương nó lên đó, chứ mới hôm nay lên là mai đã sập xuống rồi. Có khi một đêm đội nón ra đi vô tù ngồi như chơi. Các vị nghe rõ chưa? Người có tấm lòng từ bi rộng lớn và vị tha thì lúc nào cũng thành thật. Không có cái gì để phải dối trá, vì vốn ta đã từ bi và vị tha rồi. Ta yêu thương tất cả rồi, ta sợ gì nữa. Cho nên có người quan niệm là nó nói mình một, mình phải đốp lại hai. Ngu gì phải chịu thua nó. Nhưng có người lại quan niệm rằng mình sống tốt thì không cần phải đối đáp. Cái quan niệm thứ hai đúng theo cách nghĩ của các bậc thánh tăng. Mình đã sống tốt thì không cần phải đối đáp, bởi vì họ không có gì, không có đủ cái gì, cái tư cách phẩm hạnh để đối đáp với cái người chân thật, từ bi. Họ sống theo cái gì? Cái phường lừa lọc thì họ sẽ đối đáp với cái phường lừa lọc. Còn mình phải đối đáp để hơn, tức là mình muốn đánh đồng mình ngang với cái giới đó. Vì vậy, cái người đã lừa lọc thì sống với cái giới lừa lọc, còn mình thật thà thì mình cứ tự quay lại bản tâm. Nếu mình cảm thấy cô đơn, không cô đơn đâu, mình có chư Phật, chư Bồ Tát, các thiện hữu tri thức luôn luôn ủng hộ những con người chân thật. Các vị đồng ý không? Cho nên trong cái giới luật nhà Phật á, người mà chưa chứng đạo mà nói mình đã chứng đạo, người không có thần thông mà nói tôi biết tâm người này, biết tâm người kia, biết cái này, biết cái nọ, là tội cực trọng. Cái tội mà nói dối đó, đã chưa nào? Chưa chứng đắc mà nói chứng đắc, không biết mà nói biết. Chắc nhà sư đó trong đạo Phật là tội cực trọng, phải đọa địa ngục. Mà trong khi đời sống của chúng ta, người cư sĩ tại gia, người ta sẵn sàng nói dối để được những cái lợi lạc trong cuộc đời. Người tu mà chưa đắc nói đắc để được cung kính và lợi dưỡng. Sư nói sư đắc đạo nè, sư nói sư tốt, sư hay để làm gì? Để mọi người cung kính sư, cúng dường sư. Thì cái đó là mắc nợ chúng sanh mà kiếp sau làm trâu bò để trả. Mình có làm sao cứ vậy thôi. Vậy đó, thì các vị là đệ tử Phật hãy tập sống cho đúng. Mình sống theo nhân quả của chính mình, giàu là do phúc đức chứ không phải do lừa lọc. Cái đó mới là cái con đường chân chính Đức Phật dạy các hàng đệ tử của Ngài. Ngày nay vì nhu cầu sự sống, các dịch vụ quảng cáo thường nói sai sự thật
để kích thích lòng tham. Con người ta tham tốt, tham rẻ nên bị sụp bẫy những cái mưu mô quảng cáo. Đó. Tán tận lương tâm hơn là vì lợi dưỡng thì một số con người đã dùng những chất hóa chất độc hại đưa vào thức ăn, thực phẩm cho con người và bất chấp hậu quả và bệnh tật sau này. Đó là lý do vì sao mà bây giờ người dân của chúng ta bị rất là nhiều căn bệnh, kể cả ung thư. Ngày xưa đâu có ung thư nhiều như vậy. Bây giờ chết hỏi sao ung thư? Chết hỏi sao ung thư là đều do thực phẩm và thức ăn hết 80-90%, thưa các vị. Đó là do lòng tham vô đáy của con người, bất chấp hậu quả, bệnh hoạn và chết chóc. Nếu mình bán cho người ta ăn để bệnh tật, thì con mình sẽ ăn cái thứ đó ở một cái nơi khác. Chứ mình đừng nói nhà mình đừng ăn để thiên hạ ăn. Nhân quả nó sẽ là đền đáp cho chúng ta không sai sót một ly nào. Như vậy, người sống tốt cần phải chỉnh lại cái tâm. Cái tâm mình khi muốn nói xấu, khi muốn thêm bớt, đòn sóc, hai chiều, lọc lừa, gian dối, hay là phỉ nhổ, nói lời độc ác, tổn thương người khác, hãy chậm lại, thận trọng quả báo. Biết sợ quả báo. Mà cái tội về cái khẩu đó là đưa mình đi địa ngục nhanh nhất, thưa các vị. Đừng nghĩ là giết người nha, tại giết người là vô tù liền nên ai cũng sợ. Còn cái miệng nói mà không có sao, chứ nói hoài và tạo nghiệp hoài, một lúc nào đó vô thường đến, mình đi địa ngục ngay tức khắc, tại vì khẩu nghiệp đã chồng chất như núi cao. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên muốn tu khẩu nghiệp cũng phải tu tập tâm từ. Người có tâm từ bi không có dám nói xấu ai. Người có tâm từ bi không có muốn chia rẽ, đòn sóc hai đầu. Người có tâm từ bi không có muốn làm cho ai tổn thương hết. Trong nhà Phật có cái câu chuyện là cái con ngỗng nó nuốt cái hạt kim cương, cái viên ngọc. Mà ông sư đang đứng ở đó thì chủ nhà tưởng là ông sư lấy. Cho nên hỏi ông có lấy cái viên ngọc này không? Ông sư nói không. Vậy chứ đâu? Mà ông sư không có dám chỉ con ngỗng. Tại sợ người ta giết con ngỗng, người ta lấy cái viên ngọc. Cho nên sư im lặng. Lôi ông sư ta đánh tàn nhẫn. Người ta lôi ông sư ta đánh bất kể ông sư đó hàng ngày đi đến nhà người ta cúng dường. Nhưng mà hôm nay mất cái viên ngọc đó mà không biết ai lấy. Ông sư mới đứng đó, cái viên ngọc để ngay trước nhà ông này, ông đang xách ngọc ra, ông đếm mà nhà buôn ngọc mà. Đi ra sau nhà trở lên mất cái viên ngọc. Ai ngờ con ngỗng nó nuốt cái viên ngọc to nhất. Bây giờ ông sư nói con ngỗng này lấy, tất nhiên con ngỗng nó sẽ bị giết ngay. Cho nên lòng từ bi của một vị Bồ Tát, ông sư đó im lặng, không trả lời. Thì người ta nghĩ là im lặng là chấp nhận. Cho nên lôi ông sư ra đánh, tổn thương, đổ máu. Nhưng mà rồi á, trong cái khi mà tức bực như vậy, là ông chủ quất con ngỗng cho con ngỗng lăn quay ra là chết luôn. Thì lúc đó ông sư nói, tại sao mà gia chủ lại tàn ác như vậy? Có thể đánh người, tổn thương và đánh vật mà mất mạng như vậy. Nhưng mà bề con ngỗng nó chết rồi, thì ta mới nói với ông rằng chính con ngỗng đã nuốt viên ngọc này. Người ta mổ ra có viên ngọc. Trời ơi, cả nhà quỳ xuống lại ông sư, nói nãy giờ sao sư không nói? Sư nói sớm con đâu có hành hạ đánh đập sư. Cái lòng tham mà người ta đánh ông sư như vậy. Thì các vị biết sao không? Ông sư nói nếu ta nói sớm thì các ngươi đã giết chết con ngỗng rồi. Một vị sư mà nói một lời mà giết một sinh mạng, ta không bao giờ nói. Trên đôi khi trong đời sống vì tâm từ phải nói dối. Giống như cái ông công an đó, cái quá trình ông đi điều tra các cái tổ chức tội phạm về HIV đó, ông đã bị lây. Lây này không phải là do đời sống cá nhân mà do cái các vết thương ông bị HIV trong cái sự công tác của ông á. Nhưng mà ông phải là nói dối mẹ là ông bị viêm gan, bị xơ gan, chứ ông không dám nói ông bị HIV. Ông sợ mẹ ông đau khổ, nghĩ là ông có một đời sống đạo đức không tốt. Cho nên ông phải làm một cái hồ sơ giả và ông nói rằng ông bị xơ gan. Để nếu mà ông có chết thì mẹ sẽ biết là ông bị xơ gan mà chết. Tại vì một người mẹ hiền như vậy, ông không muốn mẹ đau đớn khi mình mắc bệnh HIV. Ông công an đã tâm sự như thế. Rồi mẹ ông bảo ông lấy vợ, ông bảo con xơ gan rồi, con lấy vợ rồi chẳng bao lâu.
rồi con chết, rồi con của con phải mồ côi. Tức là ông cũng không chịu lấy vợ. Vì ông lấy vợ rồi là ông lây HIV qua cho vợ con. Cho nên sư thấy ông công an này hiếm có. Thì ngày xưa ông sư vì sợ con ngỗng chết mà chịu đánh đập. Bây giờ có những người cán bộ người ta tốt như vậy. Như vậy, sư nói rằng trong cuộc sống chúng ta cần phải tu tập cái miệng. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, chúng ta bỏ đi, không ích lợi. Đôi khi nói vì tâm từ thì trong cuộc sống đôi khi thôi. Chứ không phải ngày nào cũng đem cái chuyện, chuyện không nói có, chuyện có nói không thành cái bản chất của mình. Lời nói không mất tiền mua, tại sao phải nói lời hung ác? Hãy nói lời đẹp như bông hoa, đừng nói lời hung ác. Tại sao phải nói lưỡi hai chiều, trong khi cái lưỡi mình như một con rắn độc, cắn chết người này rồi lại cắn chết người kia? Mình đến cái bà A, mình nói bà A tốt, thì đến bà B mình vẫn phải khen bà A tốt. Mình khen thật lòng. Mà khen không được thì mình im. Chứ đừng có khen đầu này mà nói xấu đầu kia. Trước mặt thì khen tốt, sau lưng nói xấu. Cái đó là bệnh nói lưỡi đôi chiều. Và mình phải làm rắn hai ba đầu. Chết làm rắn thôi, hai ba đầu. Nói lời hung ác thì không bao giờ đẹp. Con người mà mở miệng nói lời ác không bao giờ là người đẹp. Mà cái người đẹp luôn luôn là cái người dịu dàng, thùy mị, dễ thương. Và chúng ta thì tu là tu tâm, nhưng mà cái tâm đẹp tự nhiên cái mặt đẹp là các vị. Nghe rõ chưa? Đừng có nói lời thêu dệt, tại vì thêu dệt là sai sự thật. Vì để hại, hại người, để lợi mình, thì đó đều là sai, không đúng với bản chất trong sáng của một người con Phật. Và một cái khẩu nghiệp nữa, đó là tùng theo cái miệng mình, ăn thứ này thứ nọ là cũng cái họa cho thân. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cho nên lời nói hay sự ăn uống đều phải tu tập. Trong kinh Đức Phật dạy có bốn hạng người chúng ta không nên hướng đến. Một, những kẻ hay nói lỗi người khác. Cái cô đó đến mình nói lỗi người khác là rồi cô sẽ nói mình. Chứ đừng có nghĩ là cô nói cái bà đó là sẽ không nói mình, sẽ không tha mình đâu. Cho nên đừng chơi với cái người hay nói xấu người khác. Nói xấu người khác thì không ai có tha. Vì vậy đừng nên kết thân với người hay nói lỗi người khác. Đừng nên thân với người hay nói chuyện mê tín tà kiết. Gặp cái là nói mơ thấy cái này, mơ thấy cái kia, rồi gặp là nói chuyện toàn chuyện mông lung, từng chuyện mà thầy bùa thầy pháp, chúng ta không chơi. Đừng nên thân thiện với những người mà mở miệng ra là nói lời ngọt mà tâm lại xấu. Nghĩa là ngoài mặt thì thơm thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao, mình không chơi. Rồi đó là mình đừng nên thân với cái người gì? Kể công. Làm ít kể công nhiều, hoặc làm mà sợ người ta không biết, nên đi đâu cũng kể lễ. Mình không gần những người đó, tức là mình cũng đừng có mang những cái tánh đó. Hãy làm, hãy sống cho tốt. Nói ít mà làm nhiều, nói ít mà nghe nhiều, chuyển hóa tâm tánh, thì đó là chúng ta đang tích lũy phước đức cho chúng ta. Dù giàu cỡ nào mà mình không kiệm phước, mở miệng ra là mình nói xấu, nói ác, nói nguyền rủa, nói chê bai, nói thêu dệt, thì chúng ta đang bán hết phước của mình mà ăn. Sao giàu quá mà một ngày kia tự nhiên nghèo, con nó phá tán tận hết trơn trọi. Mà tiền rất nhiều mà tự nhiên giờ nghèo. Ủa sao vậy? Là cái miệng nó phá mà không biết. Tại mà là vì cái miệng mình phá, đâu có vô tù ngồi đâu. Đâu có ai bắt mình vô tù vì tội nói láo đâu. À, cho nên nói hoài, nói xấu, nói này, nói kia hoài. Mà của trong nhà nó đi ra. Và nó sẽ trở thành cái kẻ nghèo. Nhưng mà chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây để đừng cứ đi nói xấu người khác nữa nào. Có cái ông đó mở miệng là nói xấu, phê bình người khác. Một lần đó thì ông nói xấu là cái ông ở cuối xóm, cái nhà cuối xóm đó là trộm cắp. Ăn cắp một số tiền rất lớn. Ông vu khống người ta như vậy. Nói một lần thì không ai nghe, hai lần, ba lần
sẽ có người nghe. Và tiếng đồn qua lại, người ta đồn cho tới quan tòa, phải bắt, tại vì đây là một cái kẻ trộm cướp, lừa gạt, phải bắt. Thì bắt cái kẻ bị vu khống là trộm cắp đó, mà không biết có không, lên trên tòa. Thì khi lên tòa thì cái ông mà bị bắt, ông trình bày và hoàn toàn trắng án, ông đâu có ăn cắp, tất cả là lời vu khống hết, ông đâu có tạo tội này. Thì người ta gọi cái ông mà nói xấu đó, tại sao ông dám nói ông này trộm cắp. Ông nói tôi nói thì nói chứ có làm sao đâu, nghe không? À, có làm sao đâu, giờ điều tra không có thì cũng thả thôi chứ có làm sao đâu. Cái nói vậy thì ông quan tòa thông minh lắm, ông nói như vậy đó, cái người phải xét đó là tôi xét cả người nói và cả người bị nói, tôi phải xét xét xử á. Bây giờ để xét xử cho công bằng, đây đưa cho ông một cuộn giấy đây. Từ đây về tới nhà, ông vừa đi ông xé ra làm nhiều cái mảnh nhỏ và ông thảy ra đường. Ông thảy hết ra đường đi. Cái tờ mà đơn mà ông viết rồi đó, ông xé nát ra. Xong từ cái chỗ tòa án về tới nhà, thì vừa đi ông hãy thảy những cái mảnh giấy đó ra đường. Rồi sáng ngày mai, ông lên đây. Thì cái ông mà tố vu khống người khác á, ông xé nát cái đơn, tố vu khống, ông thảy ra đường. Rồi làm đúng như vậy, ngày hôm sau quay trở lại, ông quan tòa mới nói rằng bây giờ bắt đầu xét xử ông đây. Ông nói có gì đâu mà quan trọng dữ vậy, lời nói là gió bay, không có gì thôi chứ làm gì xét xử. Ông nói bây giờ ông hãy đi nhặt hết những cái mảnh giấy á, mà ông quăng ở ngoài đường ngày hôm qua đó, đem lại đây cho tôi. Nếu nhặt đủ hết thì coi như ông không bị xét xử gì hết. Ông nói bộ quan tòa có điên không? Giấy xé nát quăng ra đường, gió bay muôn phương ngàn phía, rồi bây giờ lượm là lượm cách nào? Ông quan tòa mới nói cũng vậy đó, một lời nói mình nói ra nó bay ra ngàn phương bốn hướng, lấy lại bằng cách nào? Làm tổn thương người ta, vu khống người ta, bôi nhọ người ta, sỉ nhục người ta, ông lấy lại bằng cách nào? Cho nên cái tội của ông rất nặng. Vì vậy ông mới là cái người gì? Phải bị giam, phải bị xét xử, chứ không phải cái người bị vu khống kia. Người vu khống là được về rồi, còn ông là phải bị xét xử. Cái tội là đi vu khống kẻ khác. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên khi nào muốn nói xấu, muốn vu khống người khác, thì mình hãy nhớ đến giống như những tờ mảnh giấy tung lên trên không gian, rồi có nhặt lại được không? Không nhặt được. Như vậy không nói. Hãy kiệm phước, kiệm đức cho mình, để cho cuộc sống của mình được an lành, hạnh phúc nhờ cái phúc đức của mình đã tu tập. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, dù nói hàng ngàn lời nhưng không có lợi ích, tốt nhất là hãy nói một câu mà có ý nghĩa, nghe xong ai cũng được an lạc. Nói ngàn câu mà nghe cái gì cũng bậy bạ hết thì đừng nói. Nói một câu ai cũng an lạc thì nên nói. Có được không ạ? Hoặc không phải vì nói nhiều là thọ trì chánh pháp, người nghe ít diệu pháp nhưng trực nhận viên dung, chánh pháp không buông lung là thọ trì Phật pháp. Các vị ở đây có những cái người mà hôm nay nghe được có một câu à, là tu cái miệng nhớ cái chừng đó thôi là hiểu chánh pháp. Có người nhớ hết bài pháp của sư ngồi giảng lại nhưng không thực hành được cũng là con số không. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên tôi nói học trò của tôi rằng bình an và thư giãn đi. Sinh viên học sinh chơi Facebook á, thì viết ở trên Facebook những câu gì dễ thương á, ta đọc vô những câu chuyện hay người ta cười, mình có phước. Sư giảng bài pháp ai cũng vui hết, sư có phước. Các vị mỉm cười, sư thấy an lạc, các vị có phước. Tại sao mình không làm mà mình nói những lời tổn thương cho nhau, đau lòng nhau, hành hạ nhau, con đường mở cửa đi vào địa ngục thì mình lại làm. Có phải như vậy không? Cho nên cái gì đã xấu đừng có lặp lại nữa. Cho nên lời khen ngợi nè, cảm ơn nè, xin lỗi nè, già trẻ gì cũng phải làm. Sư giảng xong các vị cảm ơn,
Mà các vị nghe pháp sư cũng cảm ơn các vị nữa, phải chưa nào? Rồi sư đi lỡ mà đụng phải bà cụ, sư phải xin lỗi. Bà cụ giẫm lên chân của sư, bà cụ phải xin lỗi sư. Chúng ta biết xin lỗi, chúng ta biết cảm ơn, đó là hạnh phúc. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu, sao không thở nhẹ, mỉm cười nhìn nhau. Lời qua tiếng lại không đưa đến đâu hết, hãy nhìn nhau, thở nhẹ, mỉm cười. Được không các vị? Sư có một cái người đệ tử đó, học trò, nó đau khổ lắm. Nó vô nó tu mà lúc nào nó cũng mặt mày nó nhanh nhúm hết. Rồi nó mở miệng là thất vọng, nó chán trường. Đó, nó một là đã trốn nhà đi tu, tức là ba má đã không cho. Hoàn cảnh gia đình thì nhiều sự bức bách. Rồi là cái gì nó ước mơ cũng thất bại. Như là đi vô chùa trong một cái tâm trạng hết sức chán trường. Sư mới khuyên rằng, thôi bây giờ sư không bàn cái quá khứ gia đình gì hết. Sư nói em mở lời nào, em đừng than. Mà lời nào cũng dễ thương hết á. Giống như là em tặng cho sư một bông hoa vậy đó. Thay vì em gặp sư, nói, sư ơi hôm nay con buồn quá. Thì em nói, thưa sư, sư có khỏe không? Mình quan tâm tới người khác. Sư ơi hôm nay con đã làm xong việc của con rồi. Và sư có khỏe không? Rồi em mỉm cười một cái. Sư tập cho nó như vậy đó. Và bắt đầu nó nhăn nhăn, bắt đầu nó than. Là sư nói không được than. Em hãy hỏi thăm sư đi. Cái nói, thưa sư phụ có khỏe không? Và nó phải mỉm cười. Đó nha. Đời như thế nào đi nữa, cứ có cười trước, mỉm cười trước đi đã. Nó là sanh phước cho mình không làm. Mình cứ nhanh nhú, nhanh nhó như mặt con cú vậy. Phải không nào? Đó. Chánh niệm, rồi nói lời ái ngữ là lời đẹp. Nhắc nhở mỗi ngày. Riết rồi em mỉm cười và em tập nói lời hay. Sư đấy gặp sư là nói một cái câu gì hay là sư mới chịu. Nó phải mở sách nó coi. Phải không nào? Nên gặp sư cứ nói một cái câu gì đó hay hay cho sư nghe. Vậy nó sư ra cái bài tập là gặp sư phải nói một cái câu gì hay. Các vị tập mỗi ngày phải nói một câu hay. Thay vì nói lời xấu. Tập riết rồi đó, thì cái khuôn mặt của em nó trở nên rất là tươi tắn và hạnh phúc. Mặt của em nó sáng sủa, nó dễ thương. Ngày nó vô tối hù à. Bây giờ sáng lắm. Mà bởi vì là sư không cho than, sư không cho cằn nhằn, sư không cho trách móc. Mà gặp là phải hỏi thăm sư có khỏe không. Và thứ hai là phải nói cho sư một câu thật là hay. Bây giờ riết rồi mặt đẹp lên rồi. Như vậy thói quen sẽ thay đổi được các cái nghiệp đau khổ trong cuộc đời. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên chúng ta có cái gì mà không tập được, mình sắp sửa buồn, chán hay là nói xấu, ta ngưng lại. Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta ngưng lại, chúng ta nói một câu thơ cho thật là hay. Đó, ví dụ như gì? Trăm năm Phật đổi sao rời, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Mở lời trước phải xét suy, rằng ta cất tiếng ít chi chăng là. Mở lời có ích thì nói, thấy không có ích thì im. Ông chửi thì bà nhịn, bà nói thì ông thôi. Mình nhịn qua nhịn lại, trong nhà an vui hạnh phúc. Lại có thơ rằng, lời nói đổi trắng thay đen, thiên đàng địa ngục bon chen lối vào. Trực ngôn tâm chẳng lao sao, giữ tâm thiền định biết bao an lành. Cứ lời thật là nói và giữ tâm cho thanh tịnh thì rất là an lành. Đó. Cái lời pháp của sư nói gì đi chăng nữa cũng khuyên các vị hãy giữ cái giới không dối trá, tức là giới về khẩu. Khi chúng ta tập được cái giới này, chúng ta trẻ hơn, đẹp hơn, dễ thương hơn và lời nói chúng ta hay hơn, như một cành hoa trao tặng cho cuộc đời. Nhưng cũng đừng quên khẩu nghiệp là khó tu nhất. Khẩu nghiệp là khó nhất. Ai tu được khẩu nghiệp là đã đi hơn nửa đoạn đường. Cho nên từ hôm nay sẽ là quyết tâm tu sửa cái miệng. Cái ăn cũng đừng có khó khăn, giảm chế ăn sinh mạng chúng sanh, ăn rau, ăn đậu. Chứ mà mình ăn thịt chúng sanh thì có máu chúng sanh, có xương thịt chúng sanh thì cái tập khí của những con vật ảnh hưởng tới mình. Thì các vị cứ thử đi, cái người ngày nào cũng ăn một cái chén tiết canh là máu, thì thử một tháng các vị xem cái mặt của vị đó ra sao, tánh tình như thế nào.
Đó, đó là sư nói thật lòng. Mình ăn máu huyết xương thịt chúng sanh, ít nhiều mình đều ảnh hưởng những cái căn cơ tâm tánh của những con vật mà chúng ta ăn. Đó. Cho nên chúng ta cần phải là thay đổi lời ăn tiếng nói, thói quen trong sự ăn uống để làm cho chúng ta có đời sống nhẹ nhàng hơn. Nếu không, cái tánh cống cao, ngã mạn, tham danh, tham lợi, nói xấu, tập nghiệp đó sẽ không bao giờ hóa giải được.